Bên Úc hả? Bên Úc bay qua hả? Ai là ga lăng 2? Ga lăng 2. Ga 2 xe 2 nha, 2 nha. Tôi travel với xe S với trên ga lăng đi xe 2 nha các bạn. À, xe ngồi vậy. Thôi, bye con. Đi đi đi. Trời ơi. Trời nhớ rồi nè, wow. Đây là mẹ Nhi nè, nhảy tuyết nè. Nhớ rồi. Vinh đảo, đây là Vinh đảo ga lăng nha các bạn. Đây là Việt kiều Úc nha các bạn. Việt kiều Úc đây. Hồi đó gặp hồi đó ở thiếu nhi chút xíu Ủa ga lăng hả? Ừ. Biết mà. Wow. Biết rồi à. Wow, what a small world. Nó còn bé mà mày nữa. Wow, đây là Vinh ga lăng rồi nha các bạn. Hello, trời ơi. Không gặp không hẹn mà gặp. Không hẹn mà gặp đó. Đây là hai doctor đây nè. Đó, đây là Việt kiều Việt Nam phải không? Việt kiều Việt Nam đúng. Đó. Đi Mỹ đi Việt Nam như cơm bữa mày. Cơm bữa vậy đó. Là dân gia kiệm nè, dân gia kiệm nè, gặp ai thấy nhớ chưa? Đó, dân gia kiệm nè. À, đây là từ Việt Nam mà qua bên Mỹ đi đại gì là Thánh Mẫu. Oh my gosh, đi đâu đây? Hello, trời ơi. À, không gặp, không hẹn mà gặp. Không hẹn mà gặp, đó, đây là hai doctor đây nè, rồi đó. Rồi. Các bạn nhớ đi không? Đây là anh Vũ. Chị Vân, đây là anh Vũ Chị Vân. Đó, hay đi Mexico với mình đó các bạn, đúng không? Thì thế giới quá nhỏ bé đúng không? Không hẹn mà gặp nha, không hẹn mà gặp nha. Hồi đó gặp hồi đó ở thiếu nhi chút xíu Ủa ga lăng hả? Ừ. Ga đa. Ga lăng. Wow, chứ tên gì? Tên Chi. Wow. Tên ga lăng nè. Bắt lễ dạ đúng rồi, cháu dùng phần giúp lễ. Biết mà. Wow. Biết rồi à. Wow, what a small world. Nó còn bé mà mày nữa. Wow, đây là dân ga lăng rồi nha các bạn. Đây là Vũ Xuân Kỷ SG1701. Vậy không phải không còn hả? À, ga lăng gần Ba Rắc của Bulik. Bulik. Gần chỗ rạp Ca Thay. Tên kia đúng không? Đúng. Vậy là ok các bạn, ga lăng nào, dân ga lăng nào mà nhớ trước kia là qua bên đảo năm bao nhiêu vậy? Năm 89. Ok, vậy là cũng năm mấy cháu. Đây, tao biết mày mà. Tao biết mày mà. Cái này SGC28. Tao biết. Biết thằng này từ hồi mà nó đã giúp lễ cho gì Việt Nam. Wow, đây cũng là khán thính giả của mình luôn. Và đây cũng là trời ơi, thầy biết má nó rồi mà. Biết bà già đó. Đó. Là cô Hoa đó. Biết rồi bà Hoa bên cô Hoa thì ca ngâm cái như là ngâm thơ ca đoàn. Biết bên ca đoàn MC rồi. Chứ Kỷ ở Canada. Canada. Đây, đó. Đây là qua Canada năm 1989 nha, 1989. 89 cùng với chung với thằng tên gì quên rồi. Tên gì? Hùng. Hùng đúng, rồi. Đi qua cùng năm anh Hùng. Năm 1989 lúc mà Hùng là minor. Dạ, còn bé, nó mới có 8-9 tuổi à. Rồi. Rồi giúp lễ. Rồi giúp lễ. Giúp lễ cho mình cho thiếu nhi á. Rồi. Vì cha thiên cho gì. Này đúng mết điên Việt Nam. Biết đó mà. Quên tiếng Việt mới nhiều đứa. Dạ. Không, nhà làm YouTube mới nhớ biết tiếng Việt nhiều. Dạ. Nhớ lại. Ok. Rồi, rồi cảm ơn chú rất nhiều. Rồi. Bye bye. Wow. Quá là vui nha. Luôn, năm nay là vui nha các bạn. Okay. Năm nay là vui luôn nha. Rồi. Rồi bye. Wow, không ngờ là khi mà chú Kỷ chú kể là mình ở bên Indo á, mấy người đó gần nó nói wow, toàn là rất là trùng hợp luôn các bạn. Wow, thế giới nhỏ bé nha các bạn nha. Rất là vui nha, vui nhộn đây là mà là theo mới đây là ngày mới ngày đầu tiên thôi đó của Đạt Thế Mẫu rồi đó. Thì hôm nay là ngày này chưa có đông. Thứ bảy mới là đông nhất, thứ bảy là tụ tập là đông nhất tại vì đêm cuối cùng mà cho nên rất là đông. Bạn thấy đó là bạn thấy xung quanh người ta đi đạp xe đạp rồi xe Honda rồi đó. Thấy không? Giống y chang như Việt Nam chưa? Ok, bây giờ hẹn là anh mình tới đón mình với cô thư ký nha. Anh mình là tới đây là hôm thứ hai. Còn mình có khách đặc biệt hôm nay nha các bạn. Tức là ở Việt Nam qua luôn á. Từ Việt Nam ta qua đây ta dự đài Thánh Mẫu. Hai người khách đặc biệt ở Việt Nam đó là tới đây là chính nhật á. Anh mình tới à. Trời, mang cái xe này mới ghê ghê vậy. Cái xe này đi thì khói không Đăng? Xe hả? Wow, đá vậy. Mày chở ai đành thôi chứ đâu có cô thư ký ngồi được. Đâu được. Hả? Nít thôi. À, xe ngồi vậy. Dừng máy chứ không có start hả? Không có máy đề hả? Rồi, bye con. Đi. Đâu? À, đá vậy.
Rồi ok, đi đi. Rồi chạy đi. Trời, thấy vui chưa? Đó, như Việt Nam vậy đó. Ok. Rồi. Ok. Đó, các bạn thấy không? Ồ, đây là no RV parking nè. Tại vì chỗ này hay chật lắm, đẹp RV đậu đây là thôi khỏi đi luôn á, chật chội lắm à. Coi xe các bạn thấy không? Còn người ta đậu đây nè. Quá trời lèo luôn nè. Trời ơi. Các bạn thấy không? Wow, RV kìa. RV park quá trời đây nè. Thấy RV quá trời không? Đây là motorhome taxi nè, về trailer RV. Wow. Ở đây họ mang mấy cái máy phát điện không hả này không? Để xài AC máy lạnh nè. Ở đây không có máy lạnh là chết luôn. Wow, này là lều của anh mình nè. Wow, hello. Khỏe không? Đó. Đây là hai người khách đặc biệt mình nói các bạn. Đây là đó, đây là Việt Kiều Việt Nam phải không? Việt Kiều Việt Nam đúng. Đó. Đi Mỹ đi Việt Nam như cơm bữa vậy. Cơm bữa vậy đó. Cần đi Mỹ. Đó. Coi như là đây là từ Việt Nam mà qua bên Mỹ đi đại gì là Thánh Mẫu đó, bởi vậy là Thánh Mẫu là nơi mà coi như là mọi người ở 50 tiểu bang và khắp thế giới đến đây dự. Công nhận đại gia thật chứ. Đại gia đi từ Việt Nam qua bên Mỹ đi đại hội Thánh Mẫu xong đi về. À vậy thôi á, chưa đó. Kiếp không? Giàu tới quyền mà, giờ tôi có tiền tôi có quyền. Em vô trong lều đây. Đó. Vậy hả? Đó. Đây, bây là trong kia có máy lạnh cho mấy đứa. Đây là cô Lan chú Hàn đây, tới đây là ngày Chủ nhật đúng không? Chủ nhật hả? Thứ bảy hả? Wow, mình tưởng nhật mà thứ bảy. Wow, sớm rồi. Vậy là từ Việt Nam bay qua đây là 24 tiếng hả? Đâu, qua đây là 1 tháng rồi. Qua đây 1 tháng rồi hả? Đi các chiều đang chơi rồi. Wow. Đi Mỹ như cơm bữa vậy. Nhưng mà từ Việt Nam bay qua đây 2 ngày, mất 2 ngày đúng không? Ở Việt Nam, từ Việt Nam bay qua đây mình đi hãng nào? Y bà hả? Ồ, con anh đây. Ồ, con anh đây thì ở từ bang nào? Tới Chicago hả? Xong là qua Michigan. Rồi. Qua bên Georgia. Ồ. Nhưng mà khi mà qua tới Đại Thánh Mẫu là thứ bảy tuần vừa rồi đúng không? Tuần vừa rồi thì lúc đó là đồ ăn đủ trong đại hội chưa có. Chưa có. Hôm qua mới có. Vậy tới đây mình mua đồ ăn, lấy đồ ăn đâu? À, nhà mang đi. Ở nhà mang đi. Nó đem đi quá trời, chắc cả tháng. Ủa nóng vậy sao mà chưa được, mình phải mang cái cooler hả? Mang cái. Kìa đăng xài điện của đăng kìa. Phải mang cái máy phát điện đó hả? Đó. Mang cái điện. Cái này là của đăng này, tiller này của đăng này, microwave, cơm điện này, bếp này, nấu. À, giới thiệu chưa? Đó. Bếp điện rồi đó, đây là cái các bạn thấy mà mỗi năm á mình đi với anh hai mình bằng chiếc này nè, nhớ không? Đó. Đi vô rừng đó. Bây giờ mang cái này đi luôn nè. Rồi AC sao? Đâu AC rồi? Trong kia có phòng máy lạnh. Trong kia AC máy lạnh luôn hả? Ghê vậy. Oh man. Chịu không nổi luôn á. Rồi. Rồi AC. Man. Ồ chạy bằng máy phát điện hả? Đó, AC cộng. Wow, mát dữ sợ chưa? Wow. Hèn chi. Cái này hay quá ha. Cái AC đó mình chạy, cái AC đó mình chạy bằng cái gì? Bằng máy phát điện hả? Máy điện hả? Cái đó nhẹ không? Cái đó chạy bình thường. Chắc mình định mua cái đó đó. Cái máy phát điện nó chạy lâu không? Lâu không? Lâu, 14 tiếng. 17 hả? 14 tiếng 5 galon. Rồi xong mình muốn sạc máy phát điện sạc đâu? Ôi xe xăng hả? Xe xăng hả? Xe xăng. Ồ máy điện. Chứ phải là máy phát điện bằng ấy hả? Máy phát điện bằng điện hả? Ồ, máy điện chỉ đâu nổi đúng không? Phải xăng rồi chịu nổi. Còn cái bình điện ở trong kia là chạy gãy thôi. Wow. Đó, đang chạy đó. Đây là cô chú mình nè nha các bạn. Đây là quê ở đâu ta? Gia Kiệp. Đồng Nai. Các bạn thấy nghe tiếng nghe dòng Gia Kiệp là biết rồi gì đúng không? Đó, mình biết mình là ở đâu rồi cái gì đúng không? Rồi đó, Gia Kiệp, Hồ Nai đúng không? Gia Kiệp khác, Hồ Nai khác đúng không? Dân Bùi Xô, Phát Triệp. Rồi, đó, coi như là đi qua bên Mỹ, du lịch Mỹ xong rồi đi Đại Thánh Mẫu rồi đó. Đi cơm bữa đúng không? Mà vui không? Thế qua Mỹ thấy sao? Đó, qua Mỹ là quá sung sướng luôn đó. Quá vui. Rồi, vậy là welcome của chú GSA nha. Welcome tới Mỹ nha. Rồi, chào. Đó. Vậy là dân Gia Kiệm nè, gặp ai thấy nhớ chưa? Đó, dân Gia Kiệm nè. Kim Đề đúng không? Bác Chiến. Đó, mấy người dân Gia Kiệm đó. Rồi, bác Nga. Chú Kiệm. Chú Kiệm.
đó chú Kiên lên cái ghe nha. Rồi đó, đó mấy người lái xe 2 nha, ID Võ Dũng nha, Võ Dũng xe 2 nha. Đó. Rồi đó, đi là đó, rồi mình tiếp tục chia sẻ đài thính mẫu cho các bạn như thế nào. Xe 2 luôn nha. Rồi đó. Rồi. Đây. Đây đến đây. Đây là mấy chục năm rồi á, mấy chục năm rồi mới gặp lại chứ Hà nha các bạn. Hai mấy năm rồi nha, từ năm 2000 đúng không? Từ năm 2000 đó, tức là hai mấy năm mới chia sẻ với các bạn, 24 năm rồi, 24-25 năm. Wow. Chú Hoàn mà đi đó. Đó, mình tới đây là mình thăm như là khách đặc biệt đó, bởi vì mình nói đài thính mẫu này đó là cho tất cả mọi người 50 tiểu bang và mọi người trên thế giới luôn, các bạn thấy ở Canada nè, mình thấy người Úc nè, nhiều tiểu bang lắm nha, rồi Việt Nam nè, người ta nói là Việt Nam không có qua đài thính mẫu, không có qua Mỹ, dự đài thính mẫu ở đây, đó là sai lầm nha, ở đây mình gặp rất nhiều người. À, từ bên Việt Nam qua đi chơi và dự đạo thánh mẫu nha các bạn, hàng năm năm nào mình cũng gặp hết nha. Đó rồi đó, rồi hẹn gặp lại đó nha. Mấy người bên Võ Dũng là thấy hết rồi, rồi đăng Nicky đó, bây giờ đá đi gì như là đồ ăn đồ uống như là vô tư phải không, như cái gì hả, từ Việt Nam mình bây giờ đi du lịch bên Mỹ dễ không? Không là tùy theo người được hay không, chứ không phải người nào cũng được. Ờ. Vậy nhưng mà nó phải require gì nhiều không? Khó không? Tức là phải có tài sản đúng không? Đúng. Không phải cái đấy là chú không biết, nhưng mà theo nó dịch bên trong. Ừ. Rồi lúc nó phỏng vấn thì nó hỏi những câu nhiều người là nó trả lời những câu hỏi dễ thì nó ok. Ừ. Như cô Lan ấy. Ừ. Hỏi hai câu. Ờ. Hỏi chứ là cô Lan mới làm gì, thăm con. À. Được mấy đứa con là ba đứa. Nó ok. Ờ, tự nhiên có con bên Mỹ thì dễ hơn đúng không? Thật, đúng rồi, có đứa. Ừ. Có ai mà đi du lịch Mỹ mà không có ai thân nhân bên đây chắc khó phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Ờ. Không phải. Nói chung là vẫn có người không có thân nhân vẫn đi được. Ờ. Vậy là nhưng mà chú Hoàng đi theo hội đoàn từ thiện hả? À, năm 2014 thì chú Hoàng hội từ thiện mời chú Hoàng đi. Ờ. 2014. Bên đây là hội từ thiện Việt Nam đúng không? Của bên Việt Nam hả? Hay là bên Mỹ? Ở bên Mỹ. Là bây giờ bán là làm từ thiện bên hai hội quỹ nghèo nhân ái và hội bạn người cùi. Ờ, bạn người cùi. Coi như là bán hay bao nhiêu tiền là lấy tiền đó là lo cho người cùi Việt Nam hả? Người cùi với người nghèo. Ở Việt Nam đúng không? Đúng rồi. Người ok. Rồi bây giờ mình sẽ dắt các bạn đi tới hội từ thiện nha. Hồi đó bán hàng gây quỹ cho người nghèo và người cùi ở bên Việt Nam mình đó. À, đây là anh em mấy chục năm nay mới gặp nhau. Đã từng ở Ga Lăng. Ga Lăng. Rồi. Ga Lăng 2. Ga Lăng 2. Indonesia. Ngày xưa là đây luôn, đây luôn. Say 2 nha. Say 2 ngày xưa. Ok. Ai là Ga Lăng 2? Ga Lăng 2. Ga 2 say 2 nha. 2 nha. To travel with us với dân Ga Lăng đây say 2 nha các bạn. Ai là Ga Lăng 3? Ga Lăng 3. Chỉ có Ga Lăng 1, Ga Lăng 2 thôi nha, Ga Lăng 3 là ghế trang. Rồi, ok. Rồi. Hello. Thế con quen nha. Hả? Mom. Anh đang đâu? Ờ, đang tí là sau. Đâu rồi, trường đâu? Dạ. Trường đâu, mẹ thầy mẹ Nhi á. Ồ. Đâu rồi? Ủa? Đúng rồi, dạ, thì chị vì nói Nhi vậy phải nhớ nè. Đây, mẹ chị Nhương nè. Ồ, wow, bên Úc hả? Bên Úc. Bên Úc qua hả? Thấy chưa, mình thấy mình gặp người Canada bên Úc nè. Bây giờ Việt Nam qua luôn. Có thấy. Dạ. Nhà trên dài. Trên dài. Cái gì chị có nhận ra không hồn? Nguyệt phải không? Đúng rồi, chị Nguyệt đây. Trời ơi. Ai? Trời nhớ rồi nè. Wow. Đây là mẹ Nhi nè, Nhi Tuyết nè. Nhớ rồi. Bên đảo, đây là trên đảo Ga Lăng nha các bạn. Bữa nay mình gặp quá chị đảo Ga Lăng bên trong đó luôn. Dạ. Yeah. Ok. Dạ yeah, mẹ con trên đó. Dạ. Yeah. Chị đang tính á nè. Thăm Murphy. Ờ. Hồi nãy xe đi. Dạ, VRV the best. Rồi nó đó. Trời nóng phải không? Với gia đình đi á, nó rất là mát luôn. Rồi. Cô Nguyệt đó, à, đây là cũng là tên là đây là cũng cô Nguyệt luôn, bác Hường, bác Hường là mẹ của Nhi bên là bên đảo luôn đó, trời dân Ga Lăng quá trời luôn, hồi nãy gặp của dân Ga Lăng quá trời luôn, ông gặp chú Kỷ với bên Canada, chú nhớ cho là mình nói là chú biết mà gia đình mình nào giờ mình không biết chú, rồi đó vui vẻ nha các bạn nha, đó Nhi với Tuyết nào đó nha, nhớ nha, Nhi với Tuyết đó mẹ nè gặp. Đó. Nhi coi. Ờ hả? Nhi coi đó không? Ừ, đây đó, gặp mẹ đây nè nha, ở bên Mỹ nha. Đây là Việt kiều Úc nha các bạn. Việt kiều Úc đây. Thì đó, mình gặp mọi người tất cả các khắp nơi trên thế giới luôn á. Coi như là Canada, Úc rồi Việt Nam luôn nha. Rồi đó, khắp. Chúng tôi gặp nhiều nữa. Chúng tôi gặp nhiều nữa nha.
mấy chục năm thôi, chơi cờ lăng đó nha các bạn. Chào rồi, đây nè, có cho cháu nội đi đâu cũng được. Trời ơi, gà lăng, các bạn thấy gà lăng gặp nhau vui à, nói chuyện này suốt này. Bởi vậy đây là cái nơi mà hội ngộ, các bạn thấy không? Trời ơi, cả mấy chục năm rồi các bạn, mấy chục năm rồi, ba mình nghĩ chắc là hả, 30 mấy năm rồi đó. Giờ mới gặp lại, đây là chị Nguyệt đó, ở bên Indo đó, bên bên đảo đó. Đây là mẹ của Nhi với Tuyết, cũng bên Indo luôn. Hiện nay đang ở bên Úc đó, đó. Nên gặp gỡ ở đây luôn. Quá trời đây, đây gặp đủ mọi người các bạn. Ở đây gặp đủ bạn bè luôn nha. Quá trời đông luôn, quá trời vui luôn. Các bạn thấy không? Đó, xe cộ giống như trang Việt Nam nha các bạn. Đó là scooter đi về cái tệ lắm nè. Bây xe Vespa nè, tệ lắm. Và cái block người ta để cái chỗ mà nước này các bạn. Đó cho rửa ráy trên tay này, để nấu nướng hoặc là rửa ráy nào đó các bạn. Và thùng rác kế bên luôn. Thì ở đây các bạn thấy là một cái lều trại thì mặc chung quanh cái nhà thờ. Rồi mình đang đứng đây là cái RV park của nhà thờ của Đài Thánh Mẫu này nha các bạn. Thấy RV đây quá trời không? Đó, đó là trên RV của mình nè. Mấy chú xuống đây lâu chưa? Tuần trước rồi. Ủa? Ở đây Đài Thánh Mẫu mở toàn rồi á? Đâu, mới ngày hôm nay mới bắt đầu. Ờ, trên RV đây chắc là xuống đây trước hả đúng không? Ở đây là có đủ hút cấp không chú hay là chỉ có... Trong khu này thì có đủ. Là full hút cấp luôn hả? Wow. Ồ, trong biết cho trong biết cho tưởng là đây chỉ có mình cần xả. Ồ, có nước luôn hả? Có nước, có điện, có hào xả luôn. Ồ, wow, bên đó hả? Nhưng mà đây là miễn phí hết phải không chú, của nhà thờ miễn phí hết hả? Wow. Còn bên đây là có gì? Cũng miễn phí luôn. Biết rồi, nhưng mà miễn phí nhưng mà có gì không? Có điện không? Điện thì mình không muốn xài điện của nhà dòng. Có dạ. Máy phát điện theo. Mà máy phát điện đây, nhưng mà điện nhà dòng có, điện đây có hả? Còn chú xả đâu? Không có xài. Xả không xài hả? Ngoài này không có xả. Ờ, bây giờ tắm rửa vô trong đại hội. Ồ, oh, I see. Vì mới ở cái trong này nữa. Dạ. Yeah. Nhưng mà này... ở đây mà xài cái máy phát điện chịu sao nổi? Chạy suốt mà. Chạy suốt. Nhưng mà xăng này hết xăng mình chạy ra ngoài. Ồ, oh, I see. Còn nếu mà cắm điện thì không hết. Thì mình chỉ xài những cái nó chặt pin chặt ấy thôi chứ không có nấu nướng mình vẫn xài máy phát điện. Ồ, oh, ok. Yeah. Wow, chú xuống đây là chứ một tuần rồi đó. Wow, chú đây một tuần là lúc đó là mấy cái food truck đã tới chưa? Chưa. Ồ, vậy là cái đồ ăn là bao giờ với hôm qua mới bắt đầu bán đâu. Hôm qua mới bắt đầu họ dừng. Ồ, vậy là khi mà chú đây là đồ ăn của mình đúng không? Ồ, còn nếu đồ ăn mình không cần đó là mình chạy ra ngoài. Ồ, ok, thank you chú nha. Ok. Dạ. Yeah. Dạ, ok, cảm ơn chú nhiều nha. Dạ. Yeah. Wow, đó các bạn thấy không? Ở đây á, mấy người này người ta mang máy phát điện đó các bạn. Ồ, máy phát điện riêng đây nè, xong người ta chạy đây. Đó, người ta chạy đây để người ta mở máy lạnh á. Chạy máy lạnh hay hoặc là nấu nướng ở đây nè các bạn. Đó, máy phát điện. Wow, điện nè. Wow, có lý ha. Hút cấp điện như đây nè hả Hà Ni. Wow, vậy nếu mình tới sớm á là bên kia phụ hút cấp luôn Hà Ni. Mình cứ tưởng là ngày xưa mình cứ tưởng đây là có điện thôi. Ai ngờ có điện, có nước, có xả luôn. Nhưng mà có một cái số chỗ nào thôi. Nhưng mà có nhiều người đó người ta phải tới đây một tuần lễ trước khi đó. Thì mới có chỗ. Tức là first come first serve, miễn phí hết đó các bạn. Bạn thấy mấy cái này là mấy cái portable nè. Đó, nhà vệ sinh. Các bạn vô đây đi vệ sinh đây. Sơ thầy á, các bạn sẽ phụ giúp clean up mấy cái nhà vệ sinh ở đây á. Cho nên tới đây á, các bạn phải gặp sơ thầy mà clean up vệ sinh này á. Các bạn phải nhớ say hi và cảm ơn sơ với thầy ở đây nha. Đây sơ thầy đây làm việc rất là vất vả nha các bạn. Clean up này nọ rồi rác rưới, hoặc là rác rưới thì có mấy người có mấy người dân người ta tự nguyện, thiện nguyện á của dòng á các bạn. Người ta tới thiện nguyện hoặc là ta thiện nguyện á, người ta giúp clean up vậy. Nhưng mà mấy cái phòng vệ sinh á các bạn là sơ với thầy á làm. Cho nên ở đây thì cảm ơn sơ thầy rất là nhiều. Wow, vậy đây là cái khu mà RV Park mới nè các bạn. Đó, mấy cô chú nói là cái chỗ này là mới đây nè. Thấy RV để đây nè. Nên là khi nếu mà mình tới sớm á, mình có chỗ thì mình đậu đây. Đậu đây thì mình hút cấp điện hả nè, hút cấp điện cho được hả nè. Ha, nó có điện thôi. Nhưng mà có nhiều chỗ thì người ta nói là nhà dòng này chưa có làm hết. Chứ là chưa có làm full hút cấp trước. Từ từ rồi họ mới làm các bạn biết không. Mỗi năm phát triển rất là nhiều nha các bạn. Tại vì hàng năm mỗi năm càng ngày càng đông nha.